Get into the community.
Làm sao? Chuyển sớm đi con. Anh Tâm là chủ tịch tập đoàn xe bus của Cam hả anh Tâm? Wow, anh đã nhìn đâu là dạ anh nói đi. Có tin vui là thưa quý vị, OCJ có một cái OC streetcar, the first modern streetcar sẽ go from Santa Ana to right here in Harbor. Là cái dự án là khoảng 600 triệu đô và sẽ khai trương vào năm tới. Thật ra năm tới là mình có thể chạy một cái OC streetcar được xe lửa ở trên gọi là light modern rail. Anh là chủ tịch tập đoàn xe bus. Anh là chủ tịch tập đoàn xe bus đúng không? Cho em hỏi là tất cả những cái business ở Việt Nam ở đây thì có thể làm được gì cho các bạn không? Trước hết là cái project này là sẽ rất lớn cho Quận Cam, và đây là một cái project 580 triệu, và hiện nay là cái đường Harbor là cái đường một cái đường mà mình ở Việt Nam mình là Quận Cam chạy nhiều nhất về xe bus. Hiện nay là đến mỗi ngày là có trên 12.000 người đi xe bus đường Harbor của Quận Cam. Và thưa quý vị, trong tương lai năm tới khi mình đã có một cái OC streetcar hệ thống 4 miles connect từ downtown của thành phố Santa Ana tới Garden Grove của mình, chúng ta đang ở đây, thì tất cả cơ sở thương mại của người Việt như là mình đang đứng được ngày hôm nay sẽ đương nhiên là rất quan trọng trong một cái dự án lớn như vậy cho Việt Nam. Và hy vọng là năm tới người Việt chúng ta ở cộng đồng Little Sài Gòn sẽ ủng hộ cái đường OC streetcar. Xin cảm ơn quý vị. Wow, anh chủ tịch tập đoàn xe bus. Thì những contractor, Vietnamese contractor hoặc là architect or any businesses can maybe anh Tâm can help bit into that project. Tâm cũng mong là tất cả người Việt Nam mà chủ về architect, về civil engineering, về construction, về marketing vân vân sẽ trở thành certified minority business owner, và sau khi có cái certification và để làm việc với cái cơ quan OCTA, cái cơ quan budget của OCTA năm nay cái budget không là 1.76 tỷ đô la. Thành ra hy vọng trong đó sẽ có nhiều hợp đồng của người Việt trong tương lai, và hy vọng người Việt mình sẽ bắt đầu làm việc nhiều hơn với các cơ sở government như là OCTA. Xin cảm ơn. Anh là chủ trường thẩm mỹ ABC nổi tiếng Nam Cali bà con, mà anh cũng là chủ tịch của giám đốc của sở xe bus tròn quận Cam á bà con. Và anh Tâm Nguyễn này, chị Yên Hương là cũng thành viên của trong hội Solar bà con, Esco Solar như thế này. Chị Yên Hương ăn đó, chị Yên Hương ơi, lo công việc quá mà không lo ăn uống, giữ gìn sức khỏe chị ơi. Tất cả bà con bữa nay, tất cả toàn đại gia Nam Cali, đại gia Bắc Cali, đại gia Texas, đại gia toàn thế giới, toàn tiểu bang về quận Cam mà con họp mặt đó bà con. Đại gia quận Cam có với rất là nhiều đại gia. Tất cả các đại gia về quận Cam mình họp mặt để giống như là quảng cáo sản phẩm của mình. Nhưng mà thật ra này không quảng cáo đâu, này chỉ tới họp mặt cho vui thôi, chia sẻ vui buồn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này anh Khang là đại gia của năm chợ ở quận Cam á bà con, là anh bằng áo vest đen á, đây là tỷ phú luôn, chủ năm chợ ở Nam Cali dài, hai chợ ở Los Angeles đó bà con, ở năm chợ ở quận Cam và chủ hai chợ ở Los Angeles. Đang thưởng thức trà ở Việt Nam, sản phẩm trà Việt Nam, mặt hàng rất đẹp các bà con, hộp rất là đẹp, hộp giống như tặng quà. Chị này chắc già của anh Khang quá, chị đẹp gái trời. Này là cơ sở là coffee, này cũng từ Nha Trang ở Việt Nam, còn Đà Lạt Việt Nam, là coffee này cũng ngon lắm con, nãy có em có uống thử miếng cũng ngon lắm bà con, rất là ngon. Sản phẩm này là từ Đà Lạt đó bà con. Cái này là lave, lave cũng khúc về bên kia. Này của Đà Lạt, còn bên kia là của Cali cô. Cali của Nam Trung Mỹ. Thì uống hai cái em. Thì thấy sao? Uống hai cái. Hai cái thì thấy sao? Dạ, một cái thì cái vị đắng, còn cái bên kia đó thì nó theo cái khẩu vị của ở bên Mỹ là vừa đắng mà vừa thơm. Cà phê của quốc Việt á là cũng là cà phê nhập từ Bắc Nam Trung Mỹ. Chứ không có, cũng là Arabica. Nhưng mà khi mà nói đến Arabica thì quý vị phải nói đến những cái đất nước mà có nhiều đồi núi cao. Nước mình là chỉ có Sapa mới có khả năng để trồng Arabica, vì Arabica là một cái hạt cà phê rất là khó trồng, nhưng mà để đạt được cái này thì Hương thấy là cũng ok. Mà nói đến Arabica thì là quý vị phải nói đến những nước ở Bắc Nam và Trung Mỹ, còn nếu mà nói đến Robusta thì là những đất nước mà có những cái khí hậu ẩm thấp như Việt Nam mình, vì vị trí của nước Việt Nam mình rất không thể nào mà trồng được những hạt Arabica mà so sánh với thế giới, vì thế giới 80 nước thế giới là người ta trồng Arabica, và Arabica khi mà gặt hái là phải leo trên núi để mà gặt hái, và khi mà người ta leo xuống người ta phải đu dây người ta leo xuống, thì đó là những hạt Arabica mà công ty thực phẩm quốc Việt Caffina đã chọn lựa để gửi đến cho khách hàng, nhất là khách hàng của người Việt Nam mình, để mà được thưởng thức những cái hạt Arabica. So cà phê Việt Nam với cà phê Mỹ gì chị thấy sao chị? Cà phê Việt Nam mà chị nói là đa số 90% là loại Robusta, vì vị trí đất nước và khí hậu của đất nước mình nó sẽ không làm được cà phê Arabica để mà so sánh với thế giới. Nhưng mà đó là cho đến ngày nay, còn tương lai thì sẽ ra sao thì Hương không dám nói. Nhưng mà có một điều là nếu mà quý vị nói đến những hạt Robusta thì quý vị phải nghĩ đến những loại cà phê ở vùng Đông Nam Á, vì vị trí khí hậu rất là nóng, thì đó là thích hợp cho những loại cà phê Robusta. Giữa Arabica và Robusta thì Arabica nó không có cái chất clonogenic acid, nó làm cho quý vị nhức đầu, ở chua và hồi hộp vì không chịu được chất caffeine. Còn Arabica, cái nồng độ qua caffeine nó chỉ bằng một nửa thôi so với Robusta. Đó là vì Thương đã học được những cái người mà chuyên môn cấp viên cà phê, và đó là sự hiểu biết rất là nhỏ. Thương muốn chia sẻ với lại khán giả của phố Cali Bosa TV. Cảm ơn chị nhiều nha. Em, bà con biết không, tất cả các sinh hoạt, tất cả các sinh hoạt cộng đồng em đều thấy là tất cả các sinh hoạt cộng đồng của cộng đồng là em thấy có quốc Việt bảo trợ miễn phí các bà con, tài trợ thức ăn thức uống bà con miễn phí. Nhưng mà bữa nay lần đầu tiên em mới hân hạnh em được gặp anh chủ quốc Việt Food, tất cả những sinh hoạt cộng đồng là anh quốc Việt là đều bảo trợ miễn phí rồi thức ăn bà con. Bữa nay em hân hạnh em gặp được ảnh, em đại diện khán giả là rất là cảm ơn anh, có tấm lòng rất là tốt. Anh có chút xíu nào để bà con ạ? Dạ, chào tất cả các quý khán giả của đài Cali Bosa.
đài TV sắp đến. Cảm ơn tất cả các công ty đã ủng hộ cho công ty thực phẩm quốc Việt trong những năm qua, và hy vọng là công ty sẽ tiếp tục ủng hộ cho công ty thực phẩm quốc Việt. Cảm ơn. Cảm ơn anh, chắc tấm lòng rất là tốt anh chị à, giúp công ty anh làm ăn khá giả, thành công thêm nhiều nữa à. Dạ anh rất là tốt, bà con sinh hoạt cộng đồng là tất cả, là sinh hoạt cộng đồng là công ty này là bảo trợ hoàn toàn miễn phí, bà con hay là hai chỗ đó đó, công việc quốc cường quốc mà con có nhiều món quà với có nhiều món đồ với bà con, thì bà con ủng hộ ảnh lại các bà con à, nhiều lắm, tất cả sinh hoạt cộng đồng là em đều thấy là anh chỉ ủng hộ hoàn toàn thức ăn miễn phí hết à, tấm lòng anh chị rất là tốt. À, bà con giờ là mấy anh chị đại gia đang ăn uống bà con, thì em nghe dần dần các bà con coi à, quốc Việt phố này nè bà con, thế tốt lắm bà con, anh chị gia cái công ty mình rất là tốt. Nói tóm lại tất cả là các sinh hoạt cộng đồng là đều anh chị đều bảo trợ hết, đồ ăn là hoàn toàn miễn phí à, anh chị giàu hay không mình không biết, nhưng mà bảo trợ hoàn toàn miễn phí hết các bà con, mấy cái sinh hoạt cộng đồng á đó, đó là anh chị này có tấm lòng rất là tốt, thì bà con mình ủng hộ ảnh thì ảnh ủng hộ lại cho cộng đồng mình thôi. Thì nói tóm lại thì anh chị có nhiều cái món hàng lắm bà con à, có nhiều cơ hội à, giống như là tất cả hình như là sinh hoạt cộng đồng là em đều thấy là quốc Việt phúc mình bảo trợ về đồ ăn này kia nọ rồi. Hello chị ơi. Hello. Dạ 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 cảm ơn anh, hai anh à. À, các anh các chị à, à, trong 10 phút nữa à, chị Lan sẽ biểu diễn tiếng Việt nóng à, tiếng Việt nóng nghe thôi là em đã thấy Việt rồi. 10 phút nữa chị Lan sẽ biểu diễn tiếng Việt nóng, chúng ta nhớ ghé về đây để xem nha, tại vì nhiều Yến bị Việt nóng quá rồi, còn có mấy con thôi. À, và Yến Nhật nóng 10 phút nữa nha. À, này là những món hàng ở tại Việt Nam mình sản xuất đó bà con, nhớ là công phu đẹp đó bà con, đẹp đẹp à, nhớ là đẹp, này là món hàng từ Việt Nam mình, Việt Nam mình sản xuất đó bà con à, bà con nào mà cứ kiếm để những món hàng này cũng mấy người bên Việt Nam mình bị sai đó bà con. Chị ơi có hãng nào cho mấy cái này gì xanh xanh đỏ đỏ không chị? Đây. Dạ cảm ơn chị ạ. Dạ em thấy cái gì hộp nhỏ nhỏ xanh xanh nè, mà em thấy em muốn tìm hiểu cái hộp này là hộp gì chị có thể cho em? Dạ. Dạ. Thì cái nào nói chút cái chuyện này cho có thể cho sản phẩm không? Không lấy hình được. Ok được rồi, ok chị muốn lấy cái sản phẩm đó, muốn lấy cái sản phẩm đó bà con. Dạ. Dạ chị nói đi ạ. Khi nào bắt đầu thì mình nói. Dạ nói đi ạ. Nói đi ạ. Rồi. À, xin giới thiệu với bà con nha, đây là một cái sản phẩm rất là mới ở Việt Nam, gọi là yến giật nóng. À, cái chén mà ở trên tay đó thì các bạn sẽ thấy đó là một cái chén yến đã được chưng sẵn rồi. Và nó có một cái chén ở bên ngoài và cái sợi dây đỏ. Đó, quay qua cho mọi người thấy cái sợi dây đỏ nè. Tí nữa đó mà mình giật cái sợi dây đỏ nè, chỉ trong 1 phút 30 giây là chén yến nó sẽ tự sôi lên. Hay quá. Dạ, và chúng ta có thể ăn ngay một cái chén yến nóng. Và ai cũng biết được rằng là để ăn yến đó thì yến mà chúng ta ăn lạnh nó chỉ giải khát thôi. Nhưng mà để mà nó có thể absorb vô trong cái cơ thể của chúng ta nó đầy đủ cái chất bổ đó là chúng ta nên ăn nóng và ăn ấm. Đó. Thì đây là một cái công nghệ mới nhất tại Việt Nam. Và cái nguồn yến được lấy từ Khánh Hòa, Nha Trang. À, với cái sản phẩm đã được approve FDA rồi. À, cũng cùng với là tất cả những cái chất lượng về yến. Thì mới cơ sở bên đây nếu mà ta muốn liên lạc, ta muốn đầu tư cái này thì sao chị ạ? À rồi, hiện nay là tụi mình đang tìm những cái distributor ở tại Mỹ và sớm thôi sẽ có những cái thông tin đó, có thể là các anh chị chủ chợ hoặc là như thế nào đó, và sản phẩm này sẽ nhanh chóng có mặt tại Hoa Kỳ. Công ty chị có website hay gì không chị hả? Dạ Hiếu Hải Sản ạ. Hiếu Hải Sản. Dạ vâng, Hiếu Hải Sản là một cái thương hiệu rất quen thuộc của kiều bào của chúng ta.
cảm ơn chị nhiều ha. Dạ, chút xíu chị sẽ chỉ biểu diễn cho bà con coi đó bà con. Dạ. Dạ, cái này là của nó không hả chị? Dạ, đây là một cái sản phẩm cũng là yến nhưng mà nó đã được chưng và nó được sấy thăng hoa. Cái này thì nó gọn hơn nè, có thể bỏ vào trong túi đi làm nè, và mình chế cái nước sôi vô giống như mì gói vậy đó, thì cũng khoảng chừng 5 đến 7 phút sau thì là đã có một chén yến để ăn. Ồ, hay quá. Dạ. Dạ. Và riêng cái loại này thì nó gần như không có đường để dành cho những người ăn kiêng. Dạ. 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 Cảm ơn chị nhiều, chúc sức khỏe chị và chúc công ty chị thành công ạ. À, bà con thì cái đó là yến ở Việt Nam bây giờ có nhiều cái sáng chế mới bà con. Hello bà con, em vô bữa nay em vô hiệp hội này á bà con, thì em thấy có một cái anh đẹp trai, thì anh công ty gì em không biết, công ty của làm tóc người lớn gì đó bà con, tóc giả gì đó, thì em có thể nào em phỏng vấn ảnh chút xíu vài câu á bà con, thì bà con sẽ nghe ảnh nói về công ty của ảnh nha bà con. Hello anh ơi, anh đẹp trai quá mà xin lỗi anh, em không biết cái công ty của anh là gì, anh có thể là giới thiệu cho bà con trên toàn quận Cam hay thế giới biết gì nè. Dạ, xin chào mọi người, đây là công ty tóc giả Just Style, làm tóc giả từ tóc thật 100%, chuyên làm những cái đầu tóc giả cho nam và nữ, đối tượng nào cái tóc mỏng, cái tóc thưa, cái tóc đục, có thể tìm đến giải pháp của Just Style. Nè, chương trình này thì bây giờ người ta muốn mua, muốn mua thì người ta phải làm sao nữa? Hay là bà hợp tác thì phải làm sao nữa? Dạ, khi mà muốn mua thì nếu mà ở bên Mỹ thì có thể đến là chị Just Style ở bên cái khu Bosa Mini Mall đó. Dạ, ở địa chỉ là 9617 Bosa Westminster, khu Thành Mỹ đó, nhà hàng Thành Mỹ. Mà cái tiệm tên gì anh hả? Dạ, tên là Just Style. À. J-U-S-T-Y-L-E. Dạ. Nếu mà bên trong ta tổ chức bên khác người ta muốn hợp tác thì phải làm sao? Dạ, nếu mà như vậy thì có thể gọi hotline cho mình đi. Số điện thoại máy 714-599-3339 thì dạ, mình sẽ nói những cái chương trình franchise với lại các quý vị doanh nghiệp. Dạ, cảm ơn nhiều. Chúc công ty làm ăn khá giả. Dạ, cảm ơn anh. Đúng rồi, chợ Mỹ đó, hồi đó chợ Mỹ mà mấy chợ nhỏ còn chưa được á. Mấy người đẹp đang scan mà cốt chị đẹp bắt đà. Dạ, hai chị chợ Việt Nam là bấm bấm scan bấm 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 Hãy lên security. Security nổi tiếng Nam Cali các bà con. Nổi tiếng đẹp trai Nam Cali. Chỗ nào mà cái mấy cái quan trọng là đều có tay đều muốn anh security liên lạc anh security này các bà con. À mấy cái Hello bà con, bữa nay tất cả đại gia triệu phú là mấy người đại diện tất cả là toàn là triệu phú tỷ phú là bữa nay người ta đại hội ở đây bà con, ta gặp mặt ở đây á, anh Sola, anh Tony Sola là cũng là trong một thành phần triệu đại gia triệu phú tỷ phú gì ổng giấu bà con, nhưng mà cảm thấy em có bữa nay cơ hội gặp ảnh thì em có hỏi em phỏng vấn anh vài câu. Anh Tony ơi, bữa nay tất cả doanh nghiệp đại gia tỷ phú rồi ta gặp mặt ở đây thì em có hân hạnh được gặp anh và gặp chị ở đây, thì anh có thể nào cho xin đôi lời về công ty anh hay là chia sẻ? Công ty Etosola của anh là cái lắp đặt năng lượng mặt trời, cái tấm solar trên cái nhà mà bà con thường thấy đó. Công ty của tụi anh hoạt động 10 năm nay rồi, bây giờ là đã cái bước mở rộng thị trường nữa, rồi bây giờ mở rộng qua tới các địa bàn khác, có những cái chi nhánh, có những cái đối tác đi gặp anh, và bây giờ là họ đang tài tụ lại đây để mà có một cái buổi gặp mặt với nhau, giới thiệu các cái cơ sở thương mại ở trong cái vùng Orange County cũng như là
xa và tất cả các cái, mà đặc biệt các cơ sở thương mại này hầu hết là đều do người Việt Nam làm chủ. Tức là chúng ta bây giờ là bắt đầu có một cái tổ chức kinh tế hình thành ở tại Orange County mà liên kết với nhau lại thành một cái tổ chức về giúp đỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm trong cái lĩnh vực kinh doanh cũng như là về sản xuất, về xuất nhập cảng, về tất cả những cái đồ gia dụng cũng như là các cái ngành hàng sản xuất của người Việt Nam ở tại Bolsa nói riêng cũng như là Bolsa County và ở hải ngoại ở nước Hoa Kỳ nói chung. Okay. Và trong cái chuyện hướng tây thì hy vọng là được mọi người sẽ cùng đến với công ty EcoSolar. Nếu quý vị nào có cần cái lắp đặt cái solar trong cái mùa hè sắp tới này, cái mùa nóng sắp tới này, là cái biêu điện nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và do đó là nếu mà quý vị đến với công ty EcoSolar, chúng tôi sẽ bảo vệ quý vị cái quyền lợi cũng như là các cái thủ tục cũng như là các cái giấy phép lắp đặt. Tôi sẽ lo cho quý vị chỗ gói và sẽ cùng gọi là làm hợp tác với chính phủ cũng như là để làm sao mà quý vị được chính phủ thối tiền lại cho mình nữa. Chính phủ đang có cái chương trình khuyến khích mọi người gắn solar và do đó chúng ta hiện nay đang có một chuẩn bị rất là lớn, vài tỷ đô la do tổng thống Biden đã có người chỉ để ký để mà sở hữu cho các cái gia đình thu nhập thấp cũng được lắp solar luôn nữa. Mạnh dạng gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 714-265-9077, quý vị sẽ được hướng dẫn tận tình và miễn phí hoàn toàn. Đến khi quý vị đồng ý lắp đặt, chúng tôi sẽ có tất cả các cái quy trình và các cái giới thiệu cho quý vị từ những cái nhãn hàng solar trên thế giới, nhưng đặc biệt công ty chúng tôi chỉ sử dụng những cái tấm solar do Hoa Kỳ sản xuất, chúng tôi không sử dụng những tấm solar để cảnh báo và lưu ý chúng ta lắp đặt những cái solar của Trung Quốc cũng như nhiều khi nó bị hư, nó tràn lên tràn xuống nóc nhà ngoài sổ, nó hư nóc nhà của mình hết. Chúng tôi phải xài cái loại solar có chất lượng tốt nhất và bảo hành lâu nhất tại Hoa Kỳ. Đến quý vị, xin cảm ơn quý vị. Đây là hôm nay là được gặp anh Jimmy của California TV chính. Anh đã làm những cái phóng sự này rất là hay và chúng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần đó là cái sự hợp tác của anh Jimmy đối với cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại. Thay mặt Phố California TV rất cảm ơn anh chị đại gia Sola, Tony Sola bữa nay rất là thành công, đã mời được tất cả những đại gia tỷ phú toàn tiểu bang là tiểu bang khác nữa hay là toàn Nam Cali gặp bữa nay họp mặt rất là đông vui, hình như làm thấy đầy đủ giáo. Em chúc mừng anh chị rất là thành công của công ty anh chị, chúc anh chị, chúc công ty anh chị làm ăn khá giả phát tài ạ. Thank you. Right. So we started out with just gathering some people together and then, you know, trying to help the businesses come in here over here. They didn't know how much we started helping. And then a lot of their businesses here wanted to do something and they want to source. They didn't know any, right? So we helped them out. All we did was make the connection. Sorry, Yeah. And then the next thing we did was we began collaborating on the website, showing up more, making people aware that we are here, and we're here with a partner. It's originated from here. It's originated in Houston. Yeah. And you know, but we have a large staff. We have a large group. So we don't have chapters everywhere. We just have one. But yeah, we, you know, all these cats here. I have one last question for you. Yes. Tell me what's so different about UBI compared to small business. What's the difference? Why did you choose them versus some bigger, you know, there is bigger, you know,
my network is going. I'm just curious. There are many reasons, but the one that stands out to me is that I go talk to them. Like, there will be someone who I would invite to my house. For other cats, just out there. They invite me to them. All it takes is one conversation. And you feel like, obviously, not everything is, but that's how I feel. Every event I do, I invite them. Every yoga party from my business, I invite them. And anytime that I need a place to try, I'll call anyone. Hey, what's up, boss? How are you? Kính thưa các anh chị, bây giờ sẽ có màn biểu diễn tiếng Việt nóng và của chị Lan. Và các anh chị, chúng ta thử ghé lại ngay chỗ gần cái TV để mà biết được thế nào là tiếng Việt nóng. Em biết tiếng Việt cực thì có lẽ là em biết, nhưng mà tiếng Việt nóng là chị biết à? Dạ. À, chị Lan ơi, dạ, giới thiệu cho mọi người về Yến Giật Nóng đi chị. Cảm ơn Scotty và thưa tất cả các anh chị em. Lan rất là được hân hạnh được giới thiệu với các anh chị em, đó là Yến Giật Nóng. Yến Giật Nóng đến từ thương hiệu Yến Hải Sản. Ai chúng ta, việc người Việt là chúng ta đều biết đến ăn Yến đúng không ạ? Và Yến thì là chúng ta từ cái là phải nhặt cái lông của cái tổ Yến nè, rất là vất vả nè. Xong rồi được cái Yến sạch rồi chúng ta lại chưng lên đúng không ạ? Nó rất là mất thời gian. Chính vì vậy đó mà Hiếu Hải Sản á, là đã chưng sẵn nè, chưng sẵn cho chúng ta ở trong cái chén Yến này. Tuy nhiên á, để mà ăn Yến cho nó tốt á, thì chúng ta nên ăn và Yến nó nóng và nó ấm. Chứ nếu như chúng ta ăn Yến mà nó lạnh á, thì nó đơn giản nó chỉ là giải khát thôi. Và cái chất bổ đó nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Chính vì vậy thì Hiếu Hải Sản mới cho ra đời là Yến Giật Nóng. Thì cái công nghệ giật nóng là một cái công nghệ mà mới nhất hiện nay. Lan xin biểu diễn cho các anh chị xem nha. Và các anh chị sẽ thấy là trong vòng khoảng 1 phút 30 giây thì chén Yến này nó sẽ sôi lên. Nếu chúng ta đứng gần chúng ta sẽ nghe cái tiếng sôi lục bục và khói nó sẽ bay lên. Và chúng ta sẽ tận hưởng được một cái chén Yến nóng. Dạ, bây giờ Lan xin phép ạ. Bên ngoài là chúng ta có một cái cover và cái plastic ha. Cái plastic này nó có một cái chức năng đó. Nó có một cái chức năng là nó giữ khô cho cái vật liệu mà làm nóng ở bên trong. Và cái công nghệ làm nóng này nó không có phóng xạ. Dạ, nó rất là hay là nó không có phóng xạ. Và nếu như chúng ta đã quen với là lẩu từng xôi của Việt Nam rồi đúng không ạ? Thì đâu đó có một số cái phản ảnh là sau khi chúng ta giật ra đó thì cái mùi nhựa đó nó có ảnh hưởng cái mùi nhựa đến thức ăn. Tuy nhiên là cái công nghệ giật nóng này nó không hề ảnh hưởng đến mùi. Để tí nữa là Lan xin mời quý vị nếm thử nha. Rồi, vậy thì việc đầu tiên đó là Lan sẽ xé cái plastic này ra nè. Và ở trong đây đó thì chúng ta có hai lớp. Nó giống như là cái đồ hộp của Mỹ vậy đó. Chúng ta có cái nắp ha. Và chúng ta có một cái muỗng đúng không ạ? Thế thì ở trong cái chén này là nó có hai lớp. Cái lớp ở bên trong á thì nó là cái hộp kim mà nó giống như là cái đồ hộp của Mỹ ha. Nghiêng xuống và nghiêng cái hộp trên. Nghiêng vậy đúng không ạ? Và ở trên á là cái silver đó, nó rất là chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Thì á là ở bên trong á nó chính là cái chén yến chừng. Nhưng mà cái lớp bên ngoài là cái lớp nhựa này nè thì có cái công nghệ để giật nóng và chúng ta thấy có cái sợi dây vì tí là nó sôi nó nóng lắm hả? Cho nên cái kinh nghiệm là chúng ta sẽ mở hé cái nắp mà cái silver chút xíu ha. Hay quá. Yeah. Đặc sản này cái này rất là hay mà con. Sáng đây mấy em ạ, lên mở cái lớp silver lên chút xíu ha để cái hơi nóng nó không có quá phỏng tay chúng ta ha. Sau đó đó thì Lan sẽ đậy cái nắp này lại để tí nữa cho cái hơi nóng đặt. Cầm thật chắc cái chén Yến trên tay. Và bây giờ mình giật thôi. Giật thôi à. Sẵn sàng chưa? Tay hô 1, 2, 3 cho em giật không?